nếu mà các bạn thắc mắc sao bây giờ giao dịch thì Tây Liên làm rồi thì sẽ làm cái gì à? À thì đây nè, một trong những cái chuyện lặt vặt không tên trong nhà thôi, nhưng mà thích làm chứ không phải là ép buộc gì, nhưng mà thấy lâu lâu vui vui thì ra quẹt miếng vậy thôi, chứ không phải là nói là xiên thì khi cũng phải xiên nhiều bữa cũng lăn ra ngủ có đùng đó mà. Còn chú này á, chú này là bào xong rồi băm nhỏ để cho trộn với thức ăn cám rồi bắp này kia đó cho gà ăn ha, nuôi theo kiểu organic không có thực phẩm nhiều, rồi với độn chuối ăn thì nó đỡ tốn hơn. Ngày thôi, nhưng mà nếu mà lâu lâu các anh chị mà có đổi cái thú vui giống như thú vui mà nuôi trồng thì cho ăn cũng vui, nhìn tụi nó tiếu ta tiếu tích nó bu lại cũng vui lắm. Đó, hey, gà cò này bu lại đây, đây là đồ ăn của tụi nó nè. Đồ ăn của nó đó, hey, ha. Lúa đó, cái chuối là mình băm nhuyễn rồi cám trộn vào. Còn cái này là lục bình là rau để tụi nó ăn tráng miệng thêm, giống như mình ăn cơm xong mình có rau sống nữa, phải không? Đây, lục bình bông màu tím nè. Còn đây là gà con. Gà con này thì cũng một tháng mấy hơn rồi, khoảng một tháng rưỡi rồi. Bây giờ cho nó ăn giống như gà lớn cũng được rồi, nó bắt đầu tiêu hóa được thức ăn của gà lớn rồi, không cần phải ăn thức ăn của gà con nữa. Còn đây là mấy con gà mái nhốt riêng ra. Gà giống gà nồi thì nó không có thực sự là nó giống gà cao sản nuôi đẻ nhiều được. Nó một lần á, nó đẻ chỉ có khoảng chừng 8-9 trứng thôi, chứ không có đẻ nhiều giống như là gà ca mấy cái giống gà công nghiệp được. Treo vô cho nó ăn ha. Đấy. Cho nên mỗi khi mà tụi nó đẻ sau một chu kỳ á, một lần mà hết trứng rồi thì phải nhốt riêng ra, chứ không nó ấp. Mình nhốt riêng ra cả chừng 5 ngày thôi là nó sẽ hết ấp và bắt đầu nó tụ trứng trở lại được. Đây. Thì kiểm tra xem coi có trứng không mà. Ổ gà chiều á, mỗi ngày mình đi dò một lần có trứng không, kiếm có ổ này không có đấy, có nè, đẻ này hết chưa đấy, rồi gom thôi chứ tính gì nữa. gom thôi, có trứng thì gom thôi, có trí thì nên, còn có trứng thì gom ấy. Dạ, 3 trứng cứ gom hết cho là được. Hey. Thấy chưa? Không biết là trứng ở trên sàn hay trứng ở trong chuồng, trứng nào dễ kiếm hơn nha.